Thời gian này tranh thủ hai hôm mưa nên là vun ngô ấm ẩm nhỉ. May là có cái đợt này có mưa nên là ngô còn được xanh tốt một tí. Hôm qua về đến nhà mấy giờ? Hôm qua? Hôm qua về nhà nó cần tuổi dễ cái nó tắt. Nó tắt được ấy. Để 30 phút gì đấy. Thế về nhà thì anh say thế nào rồi? Dạ. Về nhà thì anh say thế nào rồi? Anh say vẫn khỏe hơn rồi. Ăn được nhiều chưa? Vẫn ăn được nhiều rồi. Hôm nay anh em mình vào thăm anh say một tí mọi người ạ. Có một cái mà anh em mình luôn luôn muốn nhắc nhở anh say. Đây, phải chia sẻ một tí đã. Hôm nay anh say bảo là nhà anh say không có gà. Mình đi quay tí. Có một hai con. Đây là một hai con đấy, 12 con thì còn nghe được. Hôm nọ là ba mẹ con là đi vào đây đuổi gà bạc nược, bắt bằng được, đưa ra giống mạch của con. Gà rất là nhiều, không phải không có. Dân thì người ta tiếc và người ta chỉ dành cho khách quý thôi. Nó là như vậy mà người ta. Và thậm chí là họ mang gà này đi để đổi gà 88 về ăn. Thế nên là anh em mình mới thấy rằng là cái quan trọng nhất là sức khỏe. Trước khi mà đi khám về xong ấy, tao giống mày cũng đã nói rất nhiều rồi. Bây giờ anh để anh yếu thế này mà anh còn tiếc con gà để bồi bổ sức khỏe và lo cho bản thân mình thì thật sự là không đáng. Đến lúc mà mình ốm rồi thì lúc đấy còn khó tính hơn rất nhiều nữa. Đó. Ô, kia là con bê à? Con bò bé à? Nó đẻ. Mới đẻ à? Mới đẻ được hôm từ trước anh vào cây mới đẻ. Đã được 1-2 hôm đấy à? Ui, thế là có tin vui. Ui. Con này đưa. Mới đẻ à? Để đưa 2. 3 hôm rồi đấy nhỉ? Gần hơn 1 tuần hay sao? Đẻ lắm rồi. Đấy, thế là bò của nhắn nữa. Bò đen là đẻ ra bò trắng, bò vàng. Mẹ này là bò của nhà nước. Và con này là nuôi kiểu nuôi không lấy lãi, vẫn phải giả gốc. Và giả gốc theo kiểu là mình chính sách đấy. Sẽ giảm một con hoặc là giả con mẹ đúng không? Và hoặc là giả tiền. Tiền là 13 triệu hay bao nhiêu ấy? 13 triệu ấy. Hôm nay vào có tin vui mọi người ạ, không thể ngờ luôn. Đi khám bệnh về phát toàn tin vui đây, có bê này. Hôm nọ lên chưa đẻ đâu. Con bê, con này là con cái chứ? To thế, rất là to. Con cái thì vui rồi. Mấy nữa là nhân đôi số đàn lên, đẹp. Bò nuôi được đẹp, công nhận là ở vùng đất núi đất ấy, thì anh em mình nuôi là thường thường hay thả. Đúng rồi. Thì cái cỏ mình ăn nó không được nhiều. Nhốt thế này thì cái năng lượng của nó không được giải tỏa. Đấy. Nó không giải phóng năng lượng được, nó chỉ có ăn với ở chuồng thôi. Anh mới nằm thôi thì nó rất là béo và mượt mà luôn. Ôi giời. Anh ơi. Đấy, hôm nọ anh về đây để hỏi nhà Vư là về đến nhà này thì hỏi là ra nhà anh say. Và về đến nhà này thì là họ bên kia họ chỉ là mà ở đây có 2 Vư. Đấy, cứ ra anh cứ hỏi Vư đi. Sáng nay 4 Vư à? 2 Vư thôi. 3 Vư nhưng mà có 1 Vư là ông già rồi. Anh ơi. Ổn chưa? Thấy cười rồi, được. Nói chuyện được không? Được, nó khỏe rồi. Được. Chào nhá. Rồi, xin chào. Vâng, đi vào nhà đây. Rồi. Đây, thấy khỏe, mặc quần vào nhá. Vâng. Mặc quần đùi là không đẹp lắm đâu. Em quần sóc em thấy không đẹp lắm rồi. Anh em mình đang có mặt tại nhà của anh Vư, cô bác anh chị ạ. Xin chào tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Một cái không khí vui hơn rất là nhiều. Hôm nay anh em mình quay trở lại thăm nhà của anh Say. Vợ đi đâu rồi anh? Vợ nó đi vun ngô à? Cùng nhau hết à? Vâng, cùng nhau. Nhà rất sạch sẽ. Phải nói là như vậy. Ít khi được các cái gia đình người Mông ấy, ít khi là nhà người ta giữ gìn vệ sinh sạch sẽ như này lắm, gọn gàng. Đấy. Vào thì cái đập vào mắt mình là những cái không gian mà cái nền nhà rất là sạch sẽ. Cái quan trọng đúng vẫn là người phụ nữ nhỉ. Gia đình nào mà không có người phụ nữ thì thật sự là câu chuyện nó khác nhau hơn rất nhiều. Xem nào, ngày xưa anh say đi vẫn đi bộ đội. Đấy, ngày xưa cưới đẹp như này cơ mà. Đấy. Ngày xưa anh say đi bộ đội đây đúng không? Vâng. Ngày xưa đi bộ đội đây. Thế là lính xuất ngũ đây chứ đúng không? Vâng. Đấy.
Đây là vợ mình đấy à? Không, vợ mình... Đây, cái này của ai? Đây là vợ của trước là của thầy giáo ở dạy trường. Thế sao cho vào nhà mình? Ờ, trước là vợ mửa thôi. À, vợ nè. À, vợ ngày xưa sinh gái đây nhờ, cành bột đào hoa to đấy. Đã trồng nhau. Hôm nay thấy không khom lưng mấy rồi nhỉ? Sức khỏe thế nào? Đang nhai nhai thuốc. À, vừa mới nhai thuốc xong. Thế mồm vẫn còn thuốc. Có chẳng hạt thuốc rồi, ngồi đây. Rồi rồi. Này thấy bình thường mình đến anh say như này này. Lúc nào cũng như này. Chưa biết được nhưng mà hôm qua vừa mới nhai mà nhập như hay. Nhưng mà sức khỏe của anh hiện tại nó có tốt hơn so với trước mà. Có thuốc vào thấy khác hơn nhỉ? Vâng, anh cứ ngồi đi, anh cứ ngồi đi. Anh ngồi đi, em tự nhiên mà. Cứ một tuần em sẽ đến anh một lần. Để xem là khỏe hơn chưa. Này thì có người đỡ một chút rồi. Nhưng mà người thì mệt lắm. Ăn được nhiều chưa? Sáng nay ăn được cháo. Thế tình hình là chuồng gà thấy gà nhiều quá. Đấy, gà nhiều em bảo rồi. Đấy, anh Tuyên bảo rồi, thịt ăn bớt đi, đừng có tiếc. Mọi người thấy cái khí sắc của anh Say lúc chưa đi viện và lúc đi viện về như thế nào? Mọi người có thể comment ở phía dưới nhé. Còn bản thân tao ra mặt thấy rằng gì? Bản thân mình đến đã là một cái năng lượng rồi. Khi mà gặp người bệnh tốt hơn, một cái năng lượng tốt hơn nữa. Và đặc biệt là từ hôm nọ trở đến hôm nay thấy có nhà có tin vui lớn. Có thêm một cục tiền nữa rồi, ở trong chuồng rồi đúng không? Đấy, bò đấy, con đấy là con của mình rồi đúng không? Đẻ ra là con của mình rồi. Vâng ạ. Đấy. Bây giờ là... Vừa mới đẻ được... Chưa được một tuần đâu. 6-7 ngày. Đấy. Từ cái hôm mà em lên bảo là đi khám đấy. Vâng, đợt đấy chưa... Chốt đấy nhỉ, lúc đấy chưa đẻ. Chưa đẻ. Đấy. Tốt rồi, bây giờ là... Có thêm thành viên mới thì ta rất là nghĩ rằng là anh Say anh cũng sẽ khỏe hẳn thôi. Nhưng mà mới hôm qua những ngày đầu là anh em mình đồng hành xoa ra thì biết kết quả rồi thì cái này thì do là mình ở trên này thì vùng cao thì nó không, bởi vì là không có cái gì ăn để tăng cường dinh dưỡng cho mình sức khỏe. Thì hơi yếu một chút vào cái đó. Nhưng mà trước mấy ngày trước chưa xuống dưới kia thì anh cũng nghĩ là cái này thì chắc là dính vòng thư thì cái này thì cũng anh rất là lo. Gà thì mổ ăn đi anh ạ, mổ ăn thì bồi bổ sức khỏe đi. Vâng. Gà mình nuôi thì vẫn có thể. Và hôm qua là từ em đi Lê thì bảo là nếu mà có ít thịt mỡ thì mua một hai cân thịt mỡ. Giờ thì hôm qua hết rồi. Hôm qua về muộn quá rồi, từ 4:30 kém rồi bắt đầu. Đấy, tóm lại là bây giờ là có rất nhiều tin vui. Thứ nhất là trụ cột gia đình là đã thấy thở, đi đứng, nói cười nhiều hơn rồi, ăn tốt hơn rồi. Đó, thứ hai là bò đẻ rồi. Tức là bây giờ cái số nợ 13 triệu mấy của mình là có cơ hội giả rồi. Vâng. Nuôi con này, sau này con này lỡ rồi thì còn trả cho họ, còn không trả họ thì mình thế nữa. Lại xong mình nuôi con này, con vừa mới đẻ. Là con đấy là của phần của mình mà. Mấy năm là không lãi cái chương trình bò này này? Chương trình bò này là anh vẫn chưa rõ lắm, là trước là bảo là 3 hay là 2 năm hay là 3 năm gì đó ấy. Là không tính lãi? Không, cái tính lãi thì vẫn tính riêng. Vẫn tính riêng vào đấy, nhưng mà có cái bò là mình trả cái gốc lãi ấy. Là nếu mà hai năm đến ba năm nếu mà mình không trả được cái gốc đấy đấy thì mình bắt đầu lại liêu vụ tiết. Trong vụ tiết liêu một sang một năm mới đúng không? Vâng. Liêu một vụ mới, một vụ mới. Nhưng mà cái một vụ là nó có thể mấy năm cơ. Hai đến ba năm đấy. Nhưng mà cái thu lãi đấy là mình vẫn giữ nguyên, là một tháng là 120.000 là cái thu lãi đấy, là tổng tất là 13 triệu. Tám cổng với Nam là lại thêm 13 triệu. Thế cái số tiền ngân hàng đấy là như nào? Cái số tiền ngân hàng đấy là nếu mà mình có gốc rồi thì mình trả luôn. Còn nếu mà... Nhưng mà cái đấy là anh vay để mua bò hay là cái đấy là vay để làm gì? Cái đấy vay để mua bò. Trước là vẫn vay để nuôi bò. Đây là nếu mà mình ba con bò đấy đi ấy, thì mình trả hết gốc rồi thì coi như là con mà mới đẻ bò là của mình. Đúng. Còn nếu mình không trả được cái gốc đó đấy, là mình cứ là tháng nào mình cứ nộp lãi là 120.000.
đây là khi mà vào đến đi Hà Giang về thì cuộc sống của anh Say và hai vợ chồng cũng đã được khởi sắc rất là nhiều, đặc biệt là đón thêm rất là nhiều niềm vui như con bò vừa đi cho các bác là vừa đẻ con rất là đẹp, thấy cũng là một cuộc sống đang được khởi sắc rất là tốt đẹp. Hy vọng trong thời gian tới thì anh Say cùng với gia đình sẽ đón nhận nhiều niềm vui hơn nữa. Vâng. Này thì trước thì cũng nói chung là cũng nghèo thôi. Cũng nghèo. Nhà này cũng là trước thì anh ở em đã ghi hành rồi, nhưng mà cái nhà này là cũng là nhà của nhà nước. Nhà nước hỗ trợ đúng không? Ừ, đúng rồi. Thì cái nhà này thì trước là bảo là thế anh Say đã từng đi nghĩa vụ rồi thì tận đấy là cũng thuộc vào cái đấy, thì họ cũng bảo là cái này thì không có nhà ở, không là lúc tách rìa ra ở nhà bố mẹ ra thì không nhà ở thì nhà nước bảo là cái hỗ trợ mới nhà. Để là, cái nhà này anh xây được bao nhiêu lâu rồi? Ở cái này thì trước tách ra thì chắc cái nhà này phải tầm 9 đến 10 năm, gần 10 năm nữa. Nhưng mà vẫn giữ được cái không gian sạch sẽ thế. Vẫn nguyên nhỉ. Nhưng mà không có cái gì để cho trên này. Còn cái đây làm dần anh ạ. Làm dần. Nhưng mà ốm đau được 7-6 năm thì không đi được mà không thể đi làm được. Không làm ra đồng nào nhỉ. Không làm ra đồng nào. Còn lấy cái bà che bên kia nhưng mà cái bà nắm nó rách. Rách hết. Bạc thì dễ lắm. Trong này thì củ thì nó không có. Toàn đúc cái ngô. Cây ngô khô. Cây ngô khô. Thì hay bổ lắm, bổ cực kỳ luôn. Bụi lắm. Vâng. Anh cứ nghĩ là nếu mà có đi làm thuê được ấy, để có tiền ấy, thì sẽ bố trí một bổ bếp ga cho mình, đây là mình nấu cán lợn là cái gì thì mình cho ra ngoài hết, cho nó đỡ bụng. Không, nhưng em nghĩ là bếp ga thực ra nó chỉ phục vụ cho những gia đình có điều kiện thôi. Vâng. Còn những gia đình mình ấy, có cũng được mà không có thì mình có thể làm cái bếp tách rời ra khỏi cái nhà chính. Đó. Anh không nghĩ là nếu mà mình có tiền ấy thì mình mới là cái này để mình tách cái bếp ra ngoài cho nó đỡ bổ, bây giờ bổ lắm rồi. Nhưng mà đất bên kia có phải của mình không? Đất bên kia này, đất bên kia là một, đây là của Vư. Ở cái góc đấy là của Vư. Đất cũng quá hẹp. Đất của anh là từ chuồng gà. Từ chuồng gà trở lên là trên là của. Nhưng bên chuồng bò này có phải của anh không? Bên chuồng bò này là một phần là của em, còn một phần là của em trai. Em út. Bốn người. Vâng. Bốn anh em. Chia nhau mỗi người một tí đúng không? Ngày trước là đi bộ đội là đi năm bao nhiêu anh? Anh đi năm 2017. 2017 đó. 2007. 2007 à? 2007 có khi là đi cùng đội anh trai của em. Đóng quân ở đâu? Mình đóng quân đúng ở đâu? Trung đoàn 98, 1316. Là ở? Ở sư 316. Là ở đâu? Ở Phú Thọ. Phú Thọ. Vâng. Ở ngay chỗ Đoàn Hùng đấy đúng không? Đúng rồi, ngay chỗ Đoàn Hùng đấy. Anh của em thì lại đi bên biên phòng nên là về Hà Giang thôi, ngay xin cái thôi, ngay khác. Bảo sao là nói chuyện cũng sói nhờ, xong là cũng táo vát đúng không. Tinh thần bộ đội ra quân đấy. Lúc em đi thì bây giờ thì không trải nghiệm được 6-7 năm rồi, nhưng mà nó tiếng kinh này thì nó không sói mấy, nhưng mà không như anh là được rồi đấy. Như anh là không là lúc như thế này lúc là... ra quân đấy, xong là ra vệ xuống núi đấy. Thì về thì bảo là anh em mình thì đông lắm, bố anh em rồi, nhưng mà bố mẹ thì cũng nghèo thôi, anh em mình sẽ bắt đầu lại kinh tế. Anh hay đi vào Trung Quốc được 3 năm Trung Quốc được đấy, đi làm thuê được, đi lúc đấy là chưa bị bệnh. Chưa là lúc ra quân ấy, thì ra quân là sau một năm chuyện hình như là chưa đến 10 năm sau, xong bắt đầu lại đi vào Trung Quốc này, uổng đông uổng tay mà ở bên Trung Quốc này. Xong về thì lúc đi lần trước thì cũng không có tiền, được 7-8 triệu thôi. Không trả đâu vào đâu, nhưng mà lần thứ hai thì đi vào cũng gần 20 triệu đấy. Thì lại đi lần thứ ba rồi thì cũng không có tiền, nhưng mà lúc đó là mình về thì về quả 4-5 năm rồi thì 4-5 tháng sau thì bắt đầu tái. Bắt đầu đau nha. Trước thì đau thì em vẫn chưa rõ là đau dạ dày hay là đau như nào, mà trước thì đi chợ Lũng Phìn em thì anh hay hoa mát này, hoa mát xong là em lại cú xuống không tí lại kiểu nó nhất đỏ. Là lúc về thì cẩu ấy, anh cẩu nó sang nhà bên trên này đấy, ông cẩu bảo là ôi thế thì nếu mà
anh em mình có tí rượu xong là làm 4 2 3 ly này. Xong rồi chỉ còn uống đống 2 ly thôi. 2 ly hết ly đấy, mình như bây giờ ấy. Thì uống đống 2 ly đó thì bảo là ủa sao mà cứ kiểu là chống máu mát thế nhỉ, thì lúc về thì lại về. Nhưng mà cậu bảo thì chắc đấy chắc là phải say rượu thôi. Không, là gì mà say rượu. Thì trước thì uống rượu nhưng không vẫn không uống được nhiều, nhưng mà chắc 7-8 ly là vẫn uống bình thường, không chả sao. Nhưng mà lúc về thì đến lúc đó đấy thì bắt đầu lại đau dần thì anh cũng nghĩ là đúng là cái này thì chắc là đau dạ dày rồi, nhưng mà được một hai tuần sau thì xong bắt đầu lại lên xã bảo cắt bác sĩ cấp ít thuốc, xong rồi về thì uống thì cũng không đau vào đâu. Nhưng mà lúc đau hơi nhiều ấy thì lại chuyển sang anh Minh thì họ lại khá thì chuyện đó họ bảo là ô cái này thì chắc là dạ dày rồi anh ạ. Thế mới điều trị ở bên kia là được 7 hay là 8 ngày gì đó. Thì ra viện thì cũng không đỡ đâu. Vẫn thế đó. Lúc đang điều trị thì lúc đấy là họ tiêm cái thuốc giảm đau thì có người đỡ. Nhưng mà lúc ra viện rồi thì lại hết thuốc rồi thì 1-2 ngày sau lại bắt đầu lại như cũ. Thì cứ đau rồi dần thì khoảng 3 năm trước thì anh vẫn đi được bình thường. Trước còn nuôi chi nữa mà, nuôi chi hảo mi đấy. À. Mà đúng 4 năm con đấy, liền xong là buôn à? Hay là nuôi đánh? Nuôi đánh. Còn cũng treo luôn xung quanh này hết. Thế là gác lại đam mê của mình để chữa bệnh đã. Đam mê xong là lúc đó là bây giờ là lại đau thì lại không nuôi được. Thì chuyển sang bên kia thì rất là nhiều rồi. Chắc phải tầm 4 năm lần giờ thì họ bảo là ô cái này thì cũng đi vào đây đi suốt rồi thì cho số 2 ra nhé. Xong đi số 2 ra đi nội soi, bởi vì là ý mình mà trước là chưa có cái nội soi nữa. Đấy. Trước là 2006 ở 2016 2017 gì đó thì hình như là chú kia chưa nội soi, đã chụp ít xích qua và siêu âm thôi. Thì lúc đó là chuyển số Hà ra thì chụp nội soi thì các bác sĩ bảo là ô cái này thì chắc là dạ dày rồi, viên huyết dạ dày rồi. Nhưng mà anh cũng hay dùng cái thuốc như hôm đó ấy, anh mình đang tâm sự ấy, thì lúc đau quá rồi thì dùng cái thuốc dùng linh tinh hết cả lên đi hái cái lá ủ ấy, xong là kết hợp với lá đu đủ ấy. Đấy thì hôm vừa rồi như hôm kia là đang đau nhiều thì anh muốn liên hệ với em đấy nhưng mà chưa liên hệ được. Em bảo là ô lành mà đau quá rồi không chịu được thì đi hái ba lá thì ba lá đu đủ xong bắt đầu lại đu nước xong lại uống tiếp, nhưng mà uống hai lần sau đó là bảo là thì cái này thì bảo không đỡ đâu. Không đỡ. Không phải nhá, nếu mà uống đủ uống lá đủ hay là uống thuốc nam nhá. Thì như em tìm hiểu cái loại đấy thì anh phải có thời gian dùng đều này, phải đúng giờ này. Tức là thời gian nó sẽ dài hơn, nó khoảng 2 đến 3 tháng mà ngày nào anh phải uống. Đúng giờ đấy là anh phải uống. Đấy. Sẽ giờ gặp trong một ngày khó lên lần bên lá bảo này. Thì nó mới thuyên giảm thôi, còn nếu như mà uống như kiểu cảm hứng hay thích thì uống thì nó không giảm đau đâu. Vâng. Nó không phải là thuốc giảm đau, nó chỉ là thuốc hỗ trợ thôi. Hỗ trợ. Đấy, nó chỉ là hỗ trợ thôi. Thì trước là anh cũng nghe gõ vào mã nhá, gõ vào mã thì bảo là cái này thì nếu mà duyên là đi chụp chéo và đi nội soi là chính đạo ung thư thật, nhưng mà nếu mà lại là ung thư thì dòng cái lá đu đủ đó là chứa vẫn chứa được ung thư mà. Nhưng mà nó phải kết hợp với các cái loại thuốc khác. Đúng rồi. Chứ không phải riêng một mình đu đủ. Vâng. Đu đủ thì nó là thần dược rồi, nhưng mà nó phải kết hợp với thằng khác thì nó mới có tác dụng đến cái chỗ đấy. Vâng ạ. Trước thì bảo thì đang gặp bác sĩ trực tiếp bảo là không, cái lá cái hồ đu đủ là chuẩn 100% luôn, nếu mà chứa ung thư là rất là cực kỳ chuẩn luôn. Nhưng mà cái đấy thì dùng thì phải dùng thời gian hơi lâu đấy. Chứ không phải là như cái thuốc giảm đau mà khá sinh mà mình cứ dùng là mùa hai ngày là khỏi. Tức nghĩa là đu đủ thì nó rất tốt, nhưng mà mình phải biết cách dùng. Còn nếu như không biết cách dùng thì nó vô tác dụng. Nó lại phá. Đấy, nó lại phá thuốc khác. Còn đã uống đu đủ là anh không uống được bất cứ cái loại thuốc nào. Vâng ạ. Thì nó mới có tác dụng. Vâng. Thì trước thì lúc đau quá rồi thì lại gõ vào đấy. Anh có nghe nói là ở trên mạng thì còn lá ổ hay là lá cái gì cũng là thành thuốc thật, nhưng mà mình phải biết cách mà dùng. Còn không biết cách dùng như em đã nói, ví dụ như hôm kia này. Thì nếu mà mình uống linh tinh được có lúc thì cũng thuốc lại không thành thuốc nữa rồi.
đấy là phá vào con trong cái giới thuốc nam ấy thì nó có các bước để làm thành thuốc để mình sử dụng, tức là nó sẽ là phơi khô này, xong về mình sao này, sao phải hạ thủy, gọi là hạ ấy, nó gọi là thuốc nam, nó gọi là cái gì, đại khái là nó sẽ đổ vào ở dưới nền đất để cho thuốc nó nguội, xong bắt đầu mới cho lên chảo để mình đun uống. Vâng. Đấy, thế cơ. Vâng. Thế là đúng quy trình của nó đấy. Vâng. Cái đấy là nếu mà mình sử dụng thuốc nào thì mình phải có là cái, hình như là mình cũng có là bác sĩ là nó tư vấn hay là giới thiệu cho mình thì mình uống. Có kinh nghiệm đấy, là thầy thuốc đấy. Bốn nhà liền chịu rồi. Anh có, nhưng mà hôm nay sáng nay là đâu không kịp bảo là thế, sáng nay là đi giảm một tí nợ ở dưới kia nữa thì anh giảm nợ gì, nợ ấy trước là thằng em trai đấy mua cái máy di động xong rồi đi trả nợ. Thật ra là 6-7 năm mà gắn liền với căn bệnh này ấy, thì anh em mình thấy rằng là do là ông dùng thuốc quá linh tinh. Đúng. Mà kiểu như là vừa mới bị bệnh thì lo sẽ lo lắng, rồi là lo lắng không đúng kiểu. Khi mà anh lo lắng, anh đến với cái đơn vị người ta có cố vấn, người ta có kinh nghiệm, người ta có cái từng trải nghiệm thì người ta sẽ tư vấn cho mình đúng cách. Vâng. Khi mà mình bị mình lúng túng, mình không có ai để hỗ trợ mình trong cái vấn đề kiến thức thì rất là khó để mình điều trị đúng cách. Đó, khi các anh ấy bị gì các anh cứ nghe chỗ này lấy thuốc này, nghe chỗ kia lấy thuốc kia, trong cái đó thì hôm nay uống thuốc này, ngày mai uống thuốc kia, chỉ mong là nó khỏi thật nhanh. Nhưng mà không phải, nếu mình cái lộ trình mình chưa chạy thì mình sẽ phải đi đúng với các quy trình từng bước một. Đấy, không phải vội vàng và cũng không phải là 1-2 ngày, 1-2 giờ là khỏi, nên mình phải đi một quãng đường khá là dài. Đấy, thành ra là anh em nhiều lúc là khuyên nhau. Ở trên này thì dù bị bệnh cái gì mình rất là khô nút luôn, không có khổ lắm. Như ông say là ông ấy tự hại ông ấy chứ. Đấy. Chả ai hại. Nghĩa là tâm lý là cứ lên mạng đọc thấy cái gì gần giống là mua về dùng. Thấy cái nào đỡ một tí là lại đổi, hoặc là không đỡ lại đổi thuốc. Xong ông đặt rất nhiều thuốc nhá, ở trong buồng rất nhiều thuốc luôn. Đấy là lý do thứ nhất. Thứ hai là cái ăn uống của ông ấy không đúng giờ, rồi là cái khẩu phần dinh dưỡng của ông không đúng, và đặc biệt là ông chưa được sử dụng thuốc đặc trị của bệnh viện, là dùng với cái liều lượng và cái tần suất liên tục đến khi dứt điểm, nên là ông mới đau 6-7 năm. Chưa dứt điểm thì ông lại chuyển thuốc này thuốc kia, thì nó không có tác dụng. Nhưng hôm qua em đi khám về em mua hơn gần 2 triệu tiền thuốc thì em nghĩ là dùng hết cái này thì khả năng là khỏi. Và khỏi thì lại tiếp tục dùng để dứt điểm, bởi vì chỉ viêm dạ dày thôi. Đấy. À, viêm thể nhẹ thôi đúng không? Viêm thôi. May là còn chưa bên... Ban đầu như ông ấy nói ông là ông cứ gõ mạng thấy ông nghĩ là ông ung thư rồi. Ông lấy lá ổi với lá đun đủ để ăn. Tóm lại là anh say là bản thân anh say là tự khiến căn bệnh của mình trở nên phức tạp đi thôi. Đúng rồi. Anh em mình tại sao muốn anh say là rót nước và sinh hoạt? Bởi vì muốn chia sẻ với quý khán giả cho thấy rằng là sau khi đi khám về, thứ nhất là tinh thần đã khác, biết được bệnh. Thứ hai là cũng đã khỏe hơn rất là nhiều và chủ động làm được những cái công việc sinh hoạt khác với bình thường là anh em mình đến ấy. Một là nằm trên giường, hai là ông ấy ra nói chuyện với mình với một tâm thái là rất là yếu và khổ, đau, khom lưng, chống gối. Đấy. Hôm nay thì mọi người đã thấy rồi, tinh thần đã lạc quan hơn và sức khỏe đã cải thiện hơn rất là nhiều. Đi lại ok, làm được những cái việc vặt trong gia đình rồi. Thì đấy là một trong những cái tin rất là mừng. Và cũng là những cái lời cảm ơn mà anh em mình muốn gửi gắm tới quý khán giả, đặc biệt là các cô chú anh chị đã gửi tiền. Thì sau khi nhìn thấy cái hoàn cảnh của mình được giúp đỡ và được đi khám chữa rồi và có sự thay đổi rồi, thì chắc chắn là mọi người sẽ vui hơn Tam Giác Mạch rất là nhiều. Thì hôm nọ là cô Hoàng Anh cũng gửi cho anh là 300.000, 200.000 là cho Vư, tổng là cô Hoàng Anh gửi cho em là 500.000. Thì cũng chia sẻ với anh Vư, anh Say để anh Say biết. Bây giờ mọi người nhìn thấy lao động là đã không khom lưng nữa rồi và cũng không đau nữa. Bình thường ngồi như này là sắp ngất thôi. Hôm nọ thì không phải như vậy đâu các cô bác anh chị với anh em ạ. Hôm nọ thì nói chung là cũng ngày nào cũng ở trên giường đấy.
thì nếu mà có anh em họ hàng hay là anh em bạn bè đấy nó đến thì bảo là thế anh sai có ở nhà không, em bảo là có, nhưng mà ở nhà thì chắc chắn là có ở nhà rồi, nhưng mà ở trên trên giường. Còn nói chuyện nó chỉ tâm sự đấy thì anh nghe cũng vào đây xong là có ngủ đây thôi, nhưng mà có anh thì anh sức sức họ ngồi đây nói chuyện còn mình vẫn ở đấy nữa. Vâng, vẫn ở nhà đấy. Này nhưng mà kiểu nó là khi mà anh đi viện về thì các bác sĩ có khuyên là mình nên đi lại nhiều hay là nên nằm ở giường nhiều không? Cái này thì không nọ là mấy năm không bao giờ là anh em mình đi gì ấy. Là các bác sĩ cũng không nói gì cả, nhưng mà hôm qua ấy, thì anh em mình đồng hành số ra thì lúc đó thì nói chung là anh cũng không nhất rồi, nhưng mà cũng không biết gì. Mà lúc đã tỉnh thì lúc ngã lại ngã vào chỗ đó một lần rồi thì đau không, bây giờ còn đau không đau mấy nhưng mà cũng không biết gì luôn. Cái gì luôn rồi bác sĩ cứ kêu bảo là thích cái này thì nếu mà đi về được hoặc về còn không về được thì cứ nằm một đấy, xong nghỉ vào đấy khoảng 1-2 giờ sau thì bắt đầu lại đi, nhưng mà bảo là ô đã ấy rồi thì bây giờ đã muộn rồi thì anh em mình sẽ tiếp tục về đâu thì về đâu. Các bác phải gọi những người đã từng đi trải nghiệm, đã từng đi lính về thì ăn nói rất nhẹ nhàng, cử chỉ rất là tác phong đấy nhỉ, đúng tác phong quân đội. Các bác có thể những bác mà quen thuộc ở trên cái môi trường đi lính thì các bác sẽ biết rất nhẹ nhàng khi về, tác phong rất rõ ràng, ăn nói rất là vương nước vương. Em thì trước thì cũng đi vào đấy, nhưng mà mình nghĩ là giờ thì nếu mà mình không ú đau ấy thì không ú yếu đấy thì nó thật sự luôn là anh vẫn không thích ở nhà đâu, bởi vì ở nhà là nó chán lắm, rồi mình sẽ đi kiếm này, đi tì này, đi làm thuê này để xây dựng gia đình mình, chứ không phải là mình nếu mà mình có khỏe thì mình không ú yếu thì không phải ở nhà nữa đấy. Thì chốt và anh em muốn nước này chắc là câu chuyện thì nó không biết hết, tâm sự thì anh em còn tâm sự với nhau rất là nhiều. Thì anh em uống nước là em cũng xin phép và em còn lên phép đến có một tí việc nữa. Và hôm nay đến thì thấy thông tin như thế và sức khỏe của anh như vậy là quá tuyệt vời rồi. Thì tiếp tục là những cái số dư còn lại thì em cũng sẽ trước nhất là sẽ trích phần nhỏ nào đó để cho anh bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là em khuyên anh thứ nhất là triệt tiêu bớt đàn gà đi để đỡ tốn mồ, thứ hai là bổ sung sức khỏe cho mình đã nhá. Đấy thì cứ khoảng một tuần thì em sẽ lên anh một lần để thứ nhất là thăm khám sức khỏe, thứ hai là mua thực phẩm lên để giúp phần nào đó để anh bồi bổ đã. Cái ốm ở cái đau thì không khó như hôm nọ rồi, hôm trước rồi không đau như thế nữa. Cũng vẫn chưa biết được, vẫn bây giờ thì vẫn đang dùng thuốc thì chưa thể nào chưa nhanh thể thế nào đâu biết được, chỉ có phép thuật mới nhanh thế thôi. Cái này thì phải điều phải dùng thuốc khoảng 10 đến 15 ngày thì gì đó thì nó biết được. Nhưng mà hôm nay đến đây và thấy được cuộc sống cũng như là sức của anh nó ổn hơn thế này, nó ổn và nhìn thấy có một cái chiều hướng tích cực như vậy là bọn em cũng rất là mừng rồi. Vâng. Đặc biệt là các hoạt động giúp đỡ thì anh em đi làm thuyền vệ cũng là một cái niềm vui rất là lớn, một cái sự thành công rất lớn đối với anh em rồi. Đặc biệt là cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn luôn ủng hộ và đi theo chân anh em đi từ những cái hoạt cảnh ở những cái nơi xa xôi giúp đỡ cho các anh các em được một phần nào đó an ủi về tinh thần và giúp cho các anh cuộc sống tốt hơn. Vâng. Em cũng rất là vui. Vâng. Thế em thì em cũng không có gì, nhưng mà em cũng mong là bây giờ là các nhà học tâm với lại các anh các chị các quý cô bác và các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với kênh của Ta Tắt Mạch thì đã đồng hành là từ thiện thị nhiên ở trên Văn Cao thì em cũng không có gì, nhưng mà em gửi lời chúc tới chị Dưa với lại chị Linh và chú vừa nãy là gửi tiền là chú Linh à? Cô Hoàng Anh. Cô Hoàng Anh đã gửi cho cháu 300.000 thì cháu rất là cảm ơn và đã đồng hành cùng với anh em mình để đã theo dõi kênh của Ta Tắt Mạch và đã đồng hành và đã
giúp đỡ và cháu ba ra nghỉ để cháu sẽ này thì sẽ nếu mà khi nào có thời gian đấy thì sẽ chip một ít để đi mua thuốc ca hay là cái gì để bổ sung cho sức khỏe của cháu. Nhưng mà cái này thì cháu mới sử dụng cái thuốc đấy thì cũng chưa biết và chưa rõ lắm, nhưng mà đến cái đau thì cũng hơi đỡ dần một chút rồi nhưng mà vẫn chưa rõ được cái đấy. Thì cái này sẽ cái thuốc đấy là hôm qua thì cháu cũng xem vào đấy thì cái cứ uống theo liều lượng mà người ta đã chỉ định nhá. Cái dùng đấy là dùng khoảng một tháng, trong vòng một tháng luôn. Tầm đấy. Một tháng luôn. Thì cái này thì vẫn chưa biết được, nhưng mà cái này thì sẽ điều trị khoảng 20 đến 30 ngày thì sẽ như nào thì mới biết được. Còn cháu xin cảm ơn cô Hòa Anh rất là nhiều đã ủng hộ cho cháu 300 nghìn để mua thức ăn hay là một cái gì để bổ sung cho sức khỏe của cháu. Và cháu xin gửi là tớ cô rất là nhiều và cô là cái gì thì cũng thành đạt và chúc cô sức khỏe tốt đẹp trong thời gian tới và gạt được nhiều may mắn. Và anh cũng xin cảm ơn và nghe và tất cả các anh nghe hoặc là các nhà hảo tâm và các bạn của đã đồng hành cùng kênh Ta Giáp Mạch và anh em mình thử nhiệt trên vòng cao và đã giúp đỡ em không có gì. Và thế xin cảm ơn các mẹ thằng cô và các nhà hậu tâm và các cô chị anh bác và các chú rất là nhiều, xin cảm ơn ạ. Nhé, được rồi, như vậy là những cái lời cảm ơn của anh Say một lần nữa gửi tới quý khán giả. Em luôn chúc anh là luôn luôn khỏe mạnh và sớm ok để đi làm việc nhé. Bây giờ bọn em xin phép là bọn em về đã, vì là cũng hơi bận ở trên kia một chút việc nữa nên là không có thời gian ngồi lại với gia đình nhiều. Thì trong hành trình lần sau quay trở lại thì sẽ tiếp tục những cái câu chuyện nhé. Chúc mừng nhà có thêm bò, sức khỏe đã có sự tiến triển, người đã khởi sắc hơn nhiều rồi, không phải lo nữa rồi nhé. Cho em gửi lời hỏi thăm tới chị nhà với các cháu nhé. Em đi về đây. Chúc mừng anh nhé, cố gắng anh nhé. Nhìn bọn em đi đường này luôn, đi đường này luôn được mà đúng không? Đi. Anh về luôn đi Vư ơi, nhá. Được rồi, nhá, có việc gì thì anh sẽ điện nhá. Đi, anh em mình đi về thôi mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Tam Giác Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tam Giác Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây. Đấy. Mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng, HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn, măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cẩu ngâm rượu nhé, công dụng thì rất là rõ, bổ máu, bổ thận, kích thích đường tiêu hóa, thông tiểu, đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều. Rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen, tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này. Đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 08161 45678 là Tam Giác Mạch sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ.